Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hiệu quả dự án hỗ trợ nông hộ chăn nuôi gia súc tại huyện Mai Sơn, Sơn La. Hấp dẫn không gian ẩm thực quốc tế tại Hà Giang. Nghệ nhân người bảo tồn văn hóa dân tộc. Thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ khép lại chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh cổ động. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh cổ động. Triển lãm trưng bày 70 bức tranh của cả họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên từ khắp nơi, được chọn lựa từ một cuộc thi. Các tác phẩm này phản ánh rõ ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, ca ngợi tinh thần dân tộc và đoàn kết. Triển lãm cũng nhằm khích lệ mọi người phấn đấu và đạt được mục tiêu chính trị của mình. Sau triển lãm, các bức tranh sẽ được bàn giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên để tiếp tục công tác tuyên truyền. Nhân dịp này, Cục Văn hóa cũng đã tặng khen cho những cá nhân và tập thể đã đóng góp cho sự kiện. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái đã dành nguồn lực trên 57 tỷ đồng để thực hiện các đề tài, dự án khoa học, trong đó có 75% kinh phí dành cho lĩnh vực nông nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang triển khai 3 nhiệm vụ là ứng dụng khoa học công nghệ trong nhân giống và trồng tôm canh thông Caribe, cung cấp gỗ lớn tại Văn Chấn. Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phụ phẩm sau chế biến gỗ làm nhiên liệu đốt cho dân dụng, công nghiệp và phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Yên Bái. Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất gỗ ghép khối từ ván bóc gỗ rừng trồng làm vật liệu nội thất tại tỉnh Yên Bái nhằm gián tiếp bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải carbon, phục vụ phát triển xanh. Qua đó đã giúp người nông dân thay đổi tư duy theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, sản lượng và mở rộng thành vùng sản xuất lớn. Hiện nay đang trong giai đoạn mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, đồng bộ, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Huyện Phong Thổ có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, quán karaoke. Nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này, thời gian qua lực lượng công an huyện đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở, hộ gia đình. Nhờ các giải pháp phù hợp, đến thời điểm này, công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện Phong Thổ đã được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy nổ. Tính mạng tài sản của nhân dân được bảo vệ, bà con yên tâm sinh sống, lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Dự án năng suất chăn nuôi bền vững vì sinh kế, dinh dưỡng và hòa nhập giới, gọi tắt là dự án chăn hình, đã được triển khai tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Đến nay, dự án chăn hình đã hỗ trợ nông dân các xã của huyện Mai Sơn thành lập 6 tổ hợp tác chăn nuôi với gần 100 thành viên tham gia. Các hộ chăn nuôi được hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tái đàn và dự kiến doanh thu. Được hỗ trợ giống cỏ, giới thiệu các hình thức góp vốn trong sản xuất và kinh doanh và kết nối tìm đầu ra cho sản phẩm của các hộ thành viên. Sau một năm triển khai, đến nay dự án không chỉ giúp người chăn nuôi tăng năng suất trang trại mà còn hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học công nghệ về giống, di truyền, sức khỏe vật nuôi và thức ăn chăn nuôi. Qua đó, các nông hộ nhỏ đã có khả năng tự quản lý hệ thống chăn nuôi, phát triển các phương án chăn nuôi theo định hướng kinh tế tuần hoàn tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với quy mô tầm cỡ, lễ hội văn hóa, du lịch và ẩm thực quốc tế lần thứ nhất Hà Giang năm 2024 có sự tham gia của các đoàn nước ngoài, các gian hàng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Azerbaijan, Trung Quốc, qua đó đã tạo nên sự đa dạng, phong phú và thu hút đông đảo người dân, du khách tới tham quan trải nghiệm văn hóa ẩm thực. Nắm được thông tin tại thành phố Hà Giang có các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch ẩm thực nước ngoài, ngay từ sáng sớm ngày cuối tuần, ông Phạm Ngọc Cường ở thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ cùng gia đình đã xuống tham quan, khám phá, thưởng thức những sản phẩm mới lạ hấp dẫn. Hôm qua cái lễ hội này thì nó cũng gần như là mình cũng đã được trải nghiệm và cũng biết một phần nào về đất nước của họ. Nên là rất là mong là tỉnh
như Hà Giang cũng sẽ tổ chức nhiều những cái lễ hội như hôm nay để cho đồng bào và những người dân như chúng tôi là cũng được thưởng thức tất cả những cái đặc sản của mọi vùng miền trong nước và cả ngoài nước. Còn tại gian hàng của ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và gian hàng Trường Đại học Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã mang đến các món ẩm thực đặc trưng. Mỗi món ăn là một câu chuyện về hương vị cuộc sống, là nét riêng trong văn hóa ẩm thực. Ngay trong sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đã phải chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn để phục vụ cho mọi người. Và chúng tôi rất là vui khi mà mọi người đón nhận cái văn hóa ẩm thực của ba nước rất là nhiệt tình, rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện văn hóa du lịch ẩm thực mang tầm quốc tế. Thông qua 17 gian hàng của 5 quốc gia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Azerbaijan và Trung Quốc là dịp để các nước giao lưu văn hóa, giới thiệu hình ảnh du lịch và ẩm thực đến bạn bè quốc tế. Tôi thấy là cảm nhận là hội chợ này rất là tốt và người dân Hà Giang và nói chung và mọi người đến và mua sản phẩm rất là nhiều. Mong muốn là sang năm nếu có hội chợ thì lại đến nữa. Lễ hội văn hóa du lịch và ẩm thực quốc tế lần thứ nhất Hà Giang năm 2024 đã thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan trải nghiệm. Đây sẽ là cầu nối quan trọng mở rộng cơ hội quảng bá và giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và ẩm thực giữa tỉnh Hà Giang với các tỉnh thành trong nước và với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, lễ cấp sắc của người Dao Đỏ tại Lào Cai là một trong những nghi lễ truyền thống và quan trọng nhất trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Dao, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để làm được lễ cấp sắc, không thể thiếu vai trò của các thầy, những người uy tín, được cộng đồng tôn trọng và đặc biệt am hiểu văn hóa, tín ngưỡng, chữ viết, truyền thống để truyền dạy, thực hành các nghi thức trong lễ cấp sắc theo đúng phong tục của người Dao Đỏ. Đến cái đám này mình phải giải cái đạo lý cho nó là cái gì ảnh hưởng đến xã hội mình là mình không được làm. Phải giữ được cái văn hóa truyền thống bản sắc dân tộc mình không được bỏ. Đề này truyền sang đề sau lại truyền sang đề nữa là mình cứ truyền như thế mới là. Mộc mạc với tình yêu dành cho dân ca Nùng Dín, nghệ nhân Hoàng Xín Hòa ở xã Nấm Lưu, huyện Mường Khương luôn tích cực nghiên cứu sưu tầm, thực hành phổ biến cho cộng đồng, cũng như ra sức truyền dạy cho các thế hệ để di sản văn hóa của dân tộc không bị mai một. Với gần 40 năm thực hành và truyền dạy những giá trị văn hóa dân tộc, ông được mệnh danh là báu vật nhân văn sống, lưu giữ vốn quý tại mảnh đất thép. Đến cuối năm 2022, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân cho những đóng góp to lớn của mình. Còn đi lại, còn hát được, thì tôi sẽ cố gắng, tức là sáng tác thêm, rồi là dịch thuật thêm, rồi là truyền dạy thêm đấy, những cái dân ca này cho cái thế hệ trẻ. Tính đến thời điểm này, Lào Cai có 32 nghệ nhân được nhà nước công nhận và vinh danh, trong đó có 2 nghệ nhân nhân dân, 25 nghệ nhân ưu tú và 5 nghệ nhân dân gian. Mỗi người, mỗi lĩnh vực, mỗi dân tộc, mỗi địa phương khác nhau, nhưng đều chung niềm đam mê, nhiệt huyết, trách nhiệm trong việc bảo tồn, trao truyền, đưa di sản thấm sâu vào cộng đồng, để những di sản quý báu của dân tộc ngày càng tỏa sáng. Tất cả phong tục tập quán, văn hóa phi vật thể, kể cả văn hóa vật thể, muốn tồn tại được phải có vai trò của cộng đồng. Trong cộng đồng ấy, thì người xuất sắc nhất đấy là nghệ nhân. Họ hướng dẫn, họ lưu giữ, họ làm cho nếu không có nghệ nhân thì không được. Vì thế mà vai trò nghệ nhân rất quan trọng. Những di sản sống, hạt nhân văn hóa dân gian ở Lào Cai hôm nay vẫn cần mẫn, miệt mài để dệt nên những gam màu sáng trong bức tranh văn hóa dân gian trong tỉnh. Họ là những cây đại thụ về văn hóa, là những nghệ nhân trong lòng dân, được người dân tin yêu, kính trọng và là tấm gương để con cháu noi theo. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024. Tỉnh Lào Cai chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng thổi mạnh khiến độ ẩm giảm thấp, ngày nắng nóng diện rộng, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ.
tỉnh Lai Châu sáng có mây vài nơi, ngày trời nắng nóng diện rộng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Tỉnh Điện Biên sáng trời nhiều mây, đêm về sáng trời mát mẻ, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 38 độ. Tỉnh Sơn La sáng trời nhiều mây, đêm về sáng trời mát, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Tỉnh Yên Bái trời nhiều mây, đêm về sáng trời se lạnh, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tỉnh Hà Giang trời quang mây, đêm về sáng trời mát, ngày nắng nóng, độ ẩm thấp, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Tỉnh Tuyên Quang sáng trời nhiều mây, đêm về sáng trời mát, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tỉnh Phú Thọ trời nhiều mây, đêm về sáng trời mát, ngày nắng nóng, độ ẩm thấp, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.